Nhìn những hình ảnh này, ít ai nghĩ trước đây con đường này từng là nỗi lo ngại đối với người dân hai xã Cổ Loa và Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Ngày xưa mà đi cắt xe lúa hay là đi cuốc cái xe khoai lang như thế là đường đất mà lại dốc và chỗ lên chỗ xuống là đi là cứ tăng bo đấy là rất khổ, rất vất vả. Để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Đông Anh đã triển khai dự án chỉnh trang đường Đào Duy Tùng. Sau một năm thi công, trục đường liên xã đã mang một diện mạo hoàn toàn mới, khang trang và sạch đẹp. Đường này vừa mới xây thì đường này đi rất êm với cả thẳng, với cả cũng không bị hẹp giống như trước, đường còn to hơn nữa. Để đi lại rất tiện lợi ạ. Về hè thì cũng thoáng mát rộng hơn ạ. So với trước đây là bây giờ dân chúng tôi là sướng quá các cô các chú ạ. Đã làm đường đẹp này, hai bên đường này đi bộ như này mà đường hoa đẹp là tuyệt vời. Là dân cũng sướng mà chúng tôi là rất sướng, không lấy gì là quý hơn được, là phấn khởi quá. Có cái loại hoa mùng yến này, mỹ hoa bằng lăng này đẹp quá như này. Còn gì bằng nữa cái gì. Dân Cổ Loa giờ là sướng. Đường đi ổn đấy. Buổi chiều nào mà trái như từ cá lại bi cá đi dọc suốt đây chứ có phải là mấy ngày nhiều lắm, đông lắm, vui lắm. Con đường được tô điểm thêm sắc màu dịp đầu hè cũng rút ngắn thời gian đến trường của các em nhỏ. Việc đầu tư cải tạo, xây mới hệ thống đường liên xã, đường trục thôn đã mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, nhất là tại địa bàn chuẩn bị lên quận như huyện Đông Anh.